thì đây là phần giao diện người dùng, phần đây là phần admin này. Admin thì em cũng có thể thêm cho xóa những cái dữ liệu này này. Đấy, đây là một sản phẩm này. Ở đây thì sản phẩm em có thể chọn là sub menu các kiểu vẫn được nhé. Ví dụ một cái sub menu đơn giản, ví dụ như đồng hồ trẻ em này, cho nó nằm có trong đồng hồ nam nhé. Ok, thì ở này đây, nó sẽ nằm trong này. Đây em cũng có thể thêm sửa xóa bình thường, thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, quản lý đơn hàng này, thành viên này. Đấy, tiếp theo đó là thành viên đăng ký một tài khoản. Đấy, đăng ký xong thì em có thể là gì, mua hàng, thêm trả hàng. Đấy, thì sẽ có thể là cập nhật là thanh toán này. Đây có thể chọn là khu vực mua này. Xác nhận giao tại nhà. Ok, xin chào Hạ Linh về đây. Đây, sau này có một cái tài khoản này, đơn hàng này, đấy, promo này, giao tại nhà, chưa tính toán này, chuyển cái đã tính toán này.